Sáng thế ký chương 47, Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaoh hai và nói rằng: Cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên bò cùng các tài vật mình. Hiện bây giờ đang ở trong xứ Goshen. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi: Các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng: Kẻ tôi tới bệ hạ là kẻ chăn chiên như tổ phụ chúng tôi khi trước. Rồi lại tâu rằng: Ấy, đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tới bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy xin phép cho kẻ tôi tới bệ hạ ngụ tại xứ Goshen. Pharaoh phán cùng Joseph như vậy: Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi, vậy xứ Ai-cập sẵn dành cho ngươi. Hãy cho cha và anh em ngươi ở chỗ nào tốt hơn hết trong xứ, hãy cho ở tại xứ Goshen vậy. Và nếu trong các người đó ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Đoạn Joseph dẫn Jacob cha mình đến ý kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Jacob rằng: Ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Jacob tâu rằng: Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Jacob chúc phước cho Pharaoh một lần nữa rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy Joseph vâng mạng Pharaoh, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Egypto làm sản nghiệp tại miền Ramses. Joseph tùy theo số người cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Vả sự đói kém lớn lắm nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa. Xứ Ai-cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai-cập và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Khi bạc tiền trong xứ Ai-cập và xứ Canaan đã hết, thì tất cả dân Ai-cập đều đến cùng Joseph kêu rằng: Xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì có hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao? Joseph đáp rằng: Nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại. Đoạn dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó, người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau dân chúng lại đến kêu cùng người rằng: Chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa, bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bản thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng đi. Vậy, chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọn cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết và đất không phải bỏ hoang. Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ai-cập cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ai-cập đều đem bán ruộng mình. Vậy ruộng đất đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dờ về ở trong các thành. Xong ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến, vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaoh đã định. Vậy họ ăn phần lương thực của Pharaoh đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Joseph nói cùng dân chúng rằng: Này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pharaoh. Đây hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt, phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà dùng cho các con nhỏ mình. Dân chúng nói rằng: Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa, thì sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Về việc đó, Joseph bàn định một luật, cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ai-cập phải nộp thuế cho Pharaoh 1/5 hoa lợi mình. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc Pharaoh. Vậy Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Ai-cập, gây được cơ nghiệp tại đó
sanh sản và thêm lên bội phận. Gia-cốp kỳ ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngày gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình và nói rằng: nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thực ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Ai Cập. Khi cha ăn giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn chung cùng mồ mả của người. Joseph thưa rằng: con sẽ làm y theo lời cha dặn. Gia-cốp nói: con hãy thề đi. Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình.